Nhân vật Ueton Na Kang Lim, tập 84, làm quản lý cho Mia. Kang Lim ấn nút nghe điện thoại nói, "Hả, sao đột ngột gọi video thế?" Cậu thấy trên màn hình là mấy em hậu cung liền hỏi, "Gì vậy? Hử? Có chuyện gì với tất cả các cậu thế? Chuyện gì xảy ra hả?" Hy nói, "Ý gì đó, chúng tôi gọi vì cậu nói cậu ốm mà boss. Không phải cậu bảo không được tới thăm sao? Nhưng trông cậu bây giờ ổn mà." Kang Lim đáp, "À, ừ tôi khỏe hơn sau khi uống thuốc. Trông đỡ rồi đấy, thôi được, à, nhân tiện, hôm nay nhóm có buổi thử giọng phải không, tớ được cuộc gọi từ họ. Nói điều gì đó về cuộc đấu được cử hành để tuyển chọn, à đúng rồi, cũng có những thứ đó chứ nhỉ, mình mất tập trung quá, vậy cuộc gọi quân Mia đang nhận bây giờ, chờ đã, giờ nghĩ về việc này, mình đang ở nhà với. Ôi không, lẽ ra mình không nên trả lời cuộc gọi này, hơn nữa, quân Mia đang gọi phải không, ồ, cậu có thể không biết cô ấy, quân Mia là, Cang Lim lúng túng nói, a à, này, dẫu sao thì, tôi phải đi bây giờ. Mấy em lo lắng, Cang Lim, giờ cậu đang ở đâu vậy, ở nhà à, nếu anh thấy không khỏe, em có thể gửi Hoang Diêm qua, nếu tình trạng của cậu xấu đi, tiền bối, sao anh đổ mồ hôi nhiều vậy. Cậu lươn lẹo nói, ừ tôi đang ở nhà, ở nhà, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, tôi ổn, đừng lo lắng quá. Cậu còn chưa nói xong thì Mia bên trong gọi, Kang Lim, tôi dùng cái cốc ở đây được không? Gia Hy bên kia tai thính liền tra hỏi, gì đấy, giọng nói vừa rồi của ai thế? Càng Lim đổ mồ hôi hột nói, tớ, tớ đang bật Youtube, ASASA, dù sao thì, thật may và tớ thực sự ổn vậy nên. Xong Mia tay bưng hai ly nước ra, còn vui vẻ cười tươi nữa chứ, Càng Kim, Di Hoàng Gohatang này, tôi đã rót cho cả hai chúng ta này, cùng uống đi. Jahi bên kia nghe giọng con gái mà bất ngờ, hả? Cam Lim vội quay lại nói, không chờ đã, chờ đã, dừng lại, nếu cô vào lúc này, Mia không hiểu, hừm, sao vậy? Rồi lớ ngứa sao mà nhỏ lại trượt chân luôn, a Mia hét, oa a a a rồi xong theo cái đà này thì. Mia ngã xuống, hai cái ly nước cũng đổ ra đó. Và bất ngờ ở đây là Mia lại ngã đè lên người của Cang Lim, ôi, ôi ôi tôi rất xin lỗi. Tôi bị vấp, xong Mia nhìn thấy cái màn hình điện thoại của Kang Lim, hừ, hình nên à, không, đó là. Bên kia năm em nhìn thấy Kang Lim ở cùng với Mia mà vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu sao lại như vậy à. Quân, quân Mia, sao cậu lại ở đây, anh yêu, chuyện gì đang xảy ra thế hả, Kang Lim, cậu vừa nói cậu đang ở nhà cơ mà, Kang Lim, cậu nói cậu đang nghỉ ngơi, tiền bối, giờ ai đang ở cùng anh thế, đúng là người hầu của ta. A ha ha, Cang Linh gượng dậy cầm lấy cái điện thoại, "A, à, đau quá." "A, à, không, việc này." Mia phía sau nứt nở nói, "A, à, tôi không thể bị bắt gặp như vậy bây giờ được." Càng Lim hét, "Này, đừng đổ thêm dầu vào lửa với những lời giải thích kỳ quặc của cô nữa." Bên kia mấy em gái hét vào điện thoại, "Giờ cậu đang làm cái gì đấy?" Càng Lim thì ấn tắt điện thoại cho lành, "A, à, tớ không quan tâm nữa, tôi sẽ dọn dẹp mớ hỗn độn này sau." xong hai người lau chùi cái vũng nước đổ đó, Mia dưng dưng nước mắt nói, oa ha ha, tôi xin lỗi mà, lẽ ra tôi nên đeo chiếc khuyên tai. Càng Lim nói, đừng lo lắng quá, họ sẽ ổn thôi, sẽ không có tin đồn hay vấn đề gì đâu, Mia thì, hít hít, à, không, là lỗi của tôi, nhưng, hít hít, nếu bạn của Càng Lim hiểu sai ý. Càng Lim mỉm cười gương mặt uy tín nói, ừ, điều đó sẽ ổn thôi, nên cứ kệ đi mặc dù tôi sẽ đổ lỗi cho sự trùng hợp một lần nữa. Mia thở dài nói, tôi thật sự xin lỗi, tôi thật sự không biết phải làm gì. Bây giờ mà không có hoa tai, sự tự tin của tôi dường như biến mất hoàn toàn, khiến tôi không thể làm việc bình thường, nhưng nếu vẫn tiếp tục đeo nó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ, tôi trở nên thô lỗ và cấu kính. Tôi chỉ muốn đối xử tử tế với người khác thôi, ha ha, nhưng tôi không thể, và đó là lý do tôi rất, rất xin lỗi tôi không nên như thế nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Càng Linh nhìn Mia yếu đuối mà thầm nghĩ, cô ấy thật sự không cố ý làm hại người khác, nhưng... Cậu nói, không có vấn đề gì đâu, hiểu lầm chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mia bất ngờ ủ rủ đáp, ừ, chắc chắn đó là lỗi của tôi, cậu liền nói, vì vậy hãy cố gắng giảm thiểu từng chút một. Mia hỏi, hừ, giảm thiểu á, Càng Lim nói, ừ, giống như khi mọi người nói về việc ăn kiêng hay bỏ hút thuốc hoặc uống rượu ấy. Hà giảm dần còn hơn bất thình lình từ bỏ tất cả. Vậy nên, quân Mia khi ở chế độ quyến rũ, cô nên giảm dần tính nóng này của mình. Có thể là không dễ dàng đâu nhưng nếu cô thấy ổn, tôi sẽ giúp cô. Mia nói, Càng Lim sẽ giúp tôi á à? Làm sao được? Càng Lim tự tin đáp, tôi nói chưa nhỉ? Tôi đang làm quản lý mà, ha ha. Tôi sẽ trở thành quản lý của cô và đồng hành cùng cô, được chứ? Khi cô có vẻ như đang vượt quá giới hạn, tôi sẽ ngăn cô lại. Theo thời gian chắc chắn, hừ, Mia nghe cậu nói sẽ giúp mình mà nhỏ xúc động nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Càng lim lúng túng, này, này, sao, sao cô lại khóc, cô ghét điều này lắm hả, tôi vượt quá giới hạn rồi à, Mia nói, à, không, không phải đâu, tôi chỉ mong đợi nghe được những lời như vậy. Mọi người, đặc biệt là những người ở vị trí quản lý đều tránh ra tôi, họ không thể chịu đựng việc làm sai trái của tôi lâu, nên, cậu nói, à, nhưng, này, cô không nên khóc vì điều này, nó làm tôi giật mình đấy, người khác không biết cô như thế này, đó là lý do cô không nên làm thế. Nhưng bây giờ, tôi biết cô, một quân Mia chân chính đúng chứ, ngay cả khi nếu cô hơi thô lỗ với tôi thì nó cũng ổn mà. Mia cũng ngưng khóc nói, cảm, cảm ơn, nói thật, tôi luôn cổ giấu nó ngay cả với người quản lý của mình, vì thế ngay cả sau buổi chụp hình thì tôi vẫn không thể tháo chiếc khuyên tai ra được, nhưng Kang Lim bảo cậu sẽ giúp tôi. Mia tươi cười vui vẻ, e he he, vậy nên, Kanglim, Lim, tôi trông cậy vào cậu nhé. Thế rồi ngày hôm sau, Kanglim Lim bắt đầu công việc quản lý cho cả Mia. Cậu gọi cho Huynh nói, à, vậy, không cần hợp đồng riêng hả, vâng, ổn thôi, như một hợp đồng thuê, vâng, vâng, cảm ơn vì đã giúp đỡ, chị Huynh Dô. Kanglim, Lim, chị biết em thông minh, vậy nên chị cũng không lo lắng lắm, nhưng cẩn thận đấy, công ty Red Moon cũng mang tiếng xấu hình như họ không muốn vấn đề này bị phơi bày thì phải. Ừm, uhm, nhưng điều đó không phải là tất yếu sao, vì vậy em đến từ phía cô ấy đang cạnh tranh để giành lấy nữ thần tượng, nó có thể vô tình trông giống như gián điệp ấy, phải đấy, hừm, mặc dù có cảm giác hơi khác tí, vì quân Mia kiên quyết về điều này nên chị đồng ý, nhưng... Chợt cậu thấy Mia tới mà nói, hiểu rồi, em phải đi giờ đây, vâng, vâng. Mia bên đây kêu vẫy tay gọi, Kang Lim, xin chào tôi biết mà, tôi đã nghĩ ra biện pháp rồi. Hử, biện pháp gì, cô mang theo một cái mền hả? Ừ, trong trường hợp tôi thấy lạnh trong quá trình quay phim dài, ý tôi là một cách để tái tạo lại phong cách quyến rũ của tôi, cụ thể hơn. Xong nhỏ bối rối, Hử, những ghi chú tôi đã sắp xếp suốt đêm, à, tôi đã bỏ quên nó rồi. Mia hơi e thẹn nói, à hem, vậy vậy để giải thích bằng lời, khi tôi cư xử ác ý với người khác. Càng Lim, tôi muốn cậu tiến lên và lên véo thật mạnh vào lưng của tôi nha, rồi tôi sẽ cố ngăn bản thân mình một cách có ý thức. cái gì, này, nó có thật sự ổn không đấy? chẳng phải điều này hơi dữ dội sao? ừ, đúng vậy, đặc biệt là vì cam lim đang giúp tôi. tôi cũng không, không phải cô, ý tôi là tôi. nó có ổn với tôi không? khi cô đeo hoa tai và tôi nhéo lưng cô, tôi lo tôi có thể bị đánh. cô biết đấy, mia nói. à, ừm, tôi sẽ cố hết sức mình. Rồi Mia lấy ra một cọc tiền đưa cho cậu, a à, và Cang Lim, nó đây, đây là khoản thanh toán của cậu cho ngày hôm nay. Cang Lim thấy cọc tiền dày mà chảy hết nước miếng luôn, dày thế á. Cậu nói, tôi nghe nói đây là từ chi phí riêng của cô, cô coi tôi là gì thế, tôi không thể nhận nhiều quá đâu, nhưng mà hành động cậu thì trái ngược a à. Kang Lim, lời nói và hành động của cậu không khớp nhau đâu. Mia phòng má phung phính trong rất chi là dễ thương nói, mà còn, biểu môi hôm nay Cam Lim không trốn học đấy chứ, đây là mệnh lệnh từ chị Đại của cậu, nhận lấy đi, cậu nói, có chuyện gì mà chị Đại đột nhiên hành động như vậy vậy. Trong hơn một tuần kể từ đó, nhưng dù là học sinh, có bằng lái, tôi đã có nhưng nó mất rồi, mình đã nhiều nơi cùng quân Mia. Trong thời gian đó, mình đã có chuyến đi chợ đêm với bác Dung A Hát, và ngày mình cổ vũ cho Yu ra Hi thiếu sức sống. Mình muốn loại bỏ bất kỳ thay đổi không lường trước nào và dự định giữ hai sự kiện này giống hiện với vòng lập trước, nhưng chắc chắn cuối cùng họ đã có những thay đổi nhỏ, đặc biệt là về Yuzahi Nhưng kết quả cuối cùng có phần giống nhau, vậy bây giờ tạm gác chuyện đó sang một bên Dù thế nào đi nữa, mặc dù màn biểu diễn của nữ thần tượng đã được sửa lại Lịch trình của cơ voi Mia vẫn dày đặc Tất cả các diễn viễn xung quanh đều là những người mình đã từng nghe đến trước đây Chắc hẳn họ là những diễn viên xuất sắc hàng đầu Tuy nhiên, mặc dù vậy, tính cách của quân Mia thực sự rất khác biệt dù cô ấy giao tiếp với người mạnh hay yếu, cô ấy đều hơi hỗn loạn. Đó là lý do tại sao mỗi lần, Mia gắt gỏng hét, "Ha ha, xin lỗi chứ, ông thật sự không hiểu à?" Ở đây, chỉ dẫn nên nhiều hơn một chút và Cang Lim sẽ véo vào eo của Mia, Mia thì giật mình đỏ mặt a. À. Nhỏ xấu hổ quay lại, nghiến răng, cố kìm cái tính xấu của mình xuống, "Đây, đây là." Rồi nhỏ lại ngoan ngoãn lại, xấu hổ mà im lặng đứng đó mấy người xung quanh nhìn mà bất ngờ không hiểu sao lại hay vậy a. À. Rồi ngày hôm sau, lại là trong một buổi những quay. Này, cô đến từ hãng nào đấy, họ đã trả bao nhiêu tiền để một nữ diễn viên tệ thế này đến đóng thế vai chính vậy. Càng Lim đã quá quen rồi a, à, cậu thản nhiên véo em nó một cái. Mia giật mình mặt thẹn thùng ửng đỏ, Càng Lim thì nghĩ, wow, mình làm gì đây, việc này gây nghiện một cách đáng ngạc nhiên. Rồi đây nữa nè, đây nè rồi lại nữa đây anh em xem tới đây rồi cho xin một like với đăng ký kênh đi ạ à, được thì cho hết xin một bình luận để tăng đề xuất với ạ à, cảm ơn càng lim làm giết nghiện luôn rồi a à, nhỏ không làm gì cũng véo luôn chờ chờ đã lúc này tôi có làm gì đâu tôi có nổi giận đâu tôi chỉ đang đưa ra một số hướng diễn xuất thôi chợt mia va phải một tên phía trước hắn quay lại hằn học a à, chết tiệt giờ sao thế nhưng hắn đụng sai người rồi a à, đây là mia đấy Ừ, anh nghĩ anh là ai thế hả? Xong cậu liền véo em nó một cái, Mi -a -a lên một tiếng rồi đỏ hết mặt luôn. Càng Lim nghĩ, mình bắt đầu đắm chìm mà không hề nhận ra, và sau đó mình nghĩ có lẽ mình đã đi quá xa. Nhưng cô ấy có vẻ hài lòng với nó. Wow, wow, Càng Lim, cậu tuyệt thật, hôm nay tôi chỉ mất bình tĩnh 84 lần thôi, có vẻ hiệu quả, cậu nói. Vẫn còn một chặng đường dài để đi đó, nhưng lại nghĩ, chỉ có 84 lần thôi sao? rồi cái ngày làm việc hôm nay cũng đã kết thúc, mặt trời lúc này cũng chuẩn bị khuất sau núi. Càng lim đèo Mia về nhà bằng con vép ba của mình, Mia vẫy tay chào cậu nói, hôm nay làm tốt lắm. Càng lim thì vẫn chưa về ngay mà cậu ngồi trên xe suy nghĩ lại cốt chuyện, mọi chuyện càng ngày càng kỳ lạ hơn. Những âm mưu xuất hiện trong chương truyện gốc, như vụ bê bối cưỡng bức, đồ uống có thuốc mê và những thứ tương tự, nó dường như không giống như việc quân Mia sẽ làm, bất kể vẻ ngoài ra sao, đó không phải tính cách của cô ấy nhỉ? vẫn còn cái gì đó, một cái gì đó mình chưa biết đến. hơn hết, sao cô ấy lại đưa ra lựa chọn đó vào ngày biểu diễn? mình vẫn không thể tìm ra lý do. rồi càng lim chuẩn bị chạy về, phù. tuy nhiên, ít nhất đã có một số tiến bộ. hãy quan sát thêm một chút nữa nào. thì mia lại bất ngờ đi xuống, nhỏ dáng vẻ lo lắng, ngó nhìn xung quanh. càng lim thấy nhỏ lại xuống mà bất ngờ a. À tại sao cô ấy mia đây là định đi đâu a à? liệu chuyện tiếp theo có liên quan tới việc cái chết của mia hay không cùng hóng tập sau nhé nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé quét mã qr bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho ad nhé một ca ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới à cảm ơn mãi yêu